Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, hiện nay các ngành đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, đồng thời chuẩn bị nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó và kịp thời khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường đang thi công và các đoạn tuyến có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 8.400 km đường giao thông các loại, trong đó mới có hơn 1.000 km đường bê tông xi măng, hơn 400 km đường bê tông nhựa, 1.300 km đường đá dăm láng nhựa, còn lại gần 5.600 km đường cấp phối và đường đất. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến được trung tâm, trong đó có 121 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được các mùa trong năm. Với mục tiêu hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa, phương án phòng chống thiên tai và đảm bảo giao thông đã được chính quyền các cấp đẩy mạnh triển khai, trong đó chú trọng phương án chủ động phòng ngừa, đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, điểm dễ gây mất an toàn giao thông để chuẩn bị lực lượng, bố trí phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Cái phương án của đơn vị này để đón nguy cơ này chủ yếu là trực xe máy, trực nhân công, tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra đôn đốc để khi mà tình hình ách tắc giao thông xảy ra thì khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hiện nay cái đoạn mà có nguy cơ gây ách tắc giao thông lớn thì chúng tôi đã có hai đội quản lý đường bộ, quân số trên 30 người. Và xe máy cũng thường xuyên liên tục để trực ở cái phạm vi đoạn có nguy cơ như này. Điện Biên Đông là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, nhất là đối với các tuyến đường liên xã. Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 tuyến đường nội thị liên xã với tổng chiều dài hơn 226 km, song mới có gần 106 km được bê tông hóa hoặc nhựa hóa. Hệ thống đường từ trung tâm các xã đến các bản, liên bản dài 530 km, hầu hết là đường đất và đường dân sinh. Mới có 10 trên 14 xã thị trấn có đường ô tô đi được đến trung tâm xã các mùa trong năm, còn 4 xã chỉ đi được vào mùa khô. Do địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, sông suối lớn nhỏ, mặt khác nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện đã bị xuống cấp. Hệ thống hành lang giao thông cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên dễ xảy ra tình trạng sạt lở, ách tắc, mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo đường giao thông đi lại trong cái mùa mưa thì khi mà có sạt lở các tuyến đường thì bà con cũng đã huy động bà con phải huy động tại chỗ để sẵn sàng sửa chữa các cái tuyến đường. Đầu tiên trước hết đối với đường thôn bản ở đây thì là cứ thông về tập để sửa thông các tuyến sạt lở để có xe máy đi lại để thuận tiện cho bà con nhân dân xã cũng như là cán bộ đi lại để làm công tác trong mùa mưa lũ để đảm bảo cái đi lại đối với bà con. Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các xã cần thường xuyên kiểm tra các tuyến đường giao thông. Nếu có xảy ra sạt lở, cần báo cáo ngay cho ban chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn để có hướng khắc phục kịp thời. Song song với đó là đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, hạn chế tham gia giao thông khi có mưa bão, nhất là tại các tuyến đường có hệ thống cầu tràn hoặc các thôn bản sử dụng cầu tạm để đi qua sông suối. Thì ngay từ đầu năm là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các xã để thứ nhất là tập trung lực lượng và huy động nguồn lực sức dân để ra để khơi thông cống rãnh để đảm bảo làm sao mà cho cái mùa mưa đến là cái mức độ thiệt hại đối với các cái tuyến đường giao thông nó ở cái mức nhỏ nhất. Còn đối với các tuyến đường mà do huyện trực tiếp quản lý đối với 12 tuyến đường ấy, thì chúng tôi đã có cái kế hoạch và lựa chọn các cái đơn vị có đầy đủ năng lực với cái phương châm là 4 tại chỗ. Thì với cái kinh phí mà hạn hẹp như năm nay thì báo cáo đồng chí là do ảnh hưởng bởi cái dịch Covid thì nguồn lực tập trung vào để khắc phục cái dịch bệnh nó cũng rất là lớn. Thế còn lại cái phần kinh phí còn lại thì chúng tôi cũng đã căn kè làm sao để mà đảm bảo hết sức có thể để đảm bảo thông tuyến mà cho bà con nhân dân đi lại, đảm bảo cho phương tiện và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trên địa bàn tỉnh ta có 3 nhánh đường thủy nội địa, gồm các chi nhánh thị xã Mường Lay, huyện Mường Trà, thị xã Mường Lay, huyện Tùa Chùa và thị xã Mường Lay, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Đối với giao thông đường thủy nội địa, từ khi lòng hồ thủy điện Sơn La tích nước, số lượng thuyền đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng, nên công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa tại thị xã Mường Lay càng được chú trọng, nhất là trong mùa mưa lũ. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường thủy tới người dân và các chủ phương tiện đường thủy nhằm nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Chủ động hướng dẫn, tập huấn cho chủ phương tiện và người dân sử dụng các thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu ký cam kết và nhắc nhở chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa đối với các chủ phương tiện đường thủy. Đội cảnh sát đường thủy chúng tôi thường xuyên nhắc nhở người tham gia giao thông mặc áo phao đầy đủ, các chủ phương tiện trang bị dụng cụ an toàn, dụng cụ cứu sinh đầy đủ, tham mưu mở các lớp tập huấn kỹ năng điều khiển phương tiện thủy nội địa, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ cho các hộ dân sinh sống trên địa bàn sông nước, tích cực tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy để người dân nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Toàn tỉnh hiện có 6 tuyến quốc lộ với chiều dài hơn 620 km và 8 tuyến tỉnh lộ có chiều dài hơn 212 km. Qua rà soát các tuyến quốc lộ, có khoảng 30 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Trước khi bước vào mùa mưa lũ, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông thực hiện kiểm kê, tổng hợp vật tư, thiết bị dự phòng, kiểm tra tình hình khai thác, đảm bảo giao thông các công trình đường bộ để có phương án sửa chữa, gia cố trước khi mưa bão xảy ra. Nhà thầu thường xuyên như vậy là đảm bảo các cái công việc an toàn cho vấn đề giao thông, tức là ngoài các cái biển báo đầy đủ và trong quá trình thi công thì có gác chặn hai đầu để tiến hành thi công để đảm bảo cái an toàn cho giao thông, bà con và xe cộ đi lại. Xác định rõ những vị trí thường xuyên xảy ra sự cố sạt lở trên tất cả các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch biện pháp để chủ động phòng chống và đề ra phương án khắc phục các vị trí xung yếu trên các tuyến đường. Đặc biệt, chú ý các tuyến có nhiều đèo dốc nguy hiểm, những tuyến nằm trong vùng thấp và đầu mối giao thông có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao. Các đơn vị được giao quản lý các tuyến đường tăng cường kiểm tra toàn bộ hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, rà soát các cầu cống, nền đường, hệ thống báo hiệu đường bộ. Các hạt quản lý đường bộ tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng và phát quang hai bên đường, đảm bảo tầm nhìn. Điện Biên là cái tỉnh miền núi, cái địa hình núi cao, vực sâu, địa hình dốc ngang lớn, nên cái thực trạng của các tuyến đường trên tỉnh Điện Biên, nhất là các tuyến quốc lộ, tuy trong những năm vừa rồi đã được sự quan tâm của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ được nâng cấp cải tạo, tuy đã vào được cấp nhưng mà vẫn còn phải châm trước do cái địa hình phức tạp. Thì trong năm nay, với quyết tâm của ngành cũng như là với sự quan tâm của Tổng cục Đường bộ và Bộ Giao thông Vận tải, thì chúng tôi sẽ xử lý xong cơ bản xong các điểm đen và tiếp tục xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn trên các tuyến quốc lộ. Trong mùa mưa lũ, nguy cơ mất an toàn, sạt lở, tắc đường rất dễ xảy ra trên nhiều tuyến đường. Do vậy, ngành giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra những vị trí xung yếu, chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhân lực, vật lực để khi có lệnh huy động là sử dụng ứng cứu được ngay. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ và trách nhiệm, các đơn vị, các địa phương bám sát phương châm, chủ động trong mọi phương án, lấy phòng ngừa là chính, triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm nay, quyết tâm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường trước, trong và sau mùa mưa lũ. Các quán bia, quán ăn đêm
vẫn khá nhiều người ngồi uống bia rượu. Phần lớn mọi người đều tự đi xe máy, ô tô của mình đến quán. Sau khi uống rượu bia, dù đã có biểu hiện say xỉn, nhưng nhiều người vẫn loạn choạng ra xe, tự điều khiển xe về nhà. Từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, trong đó quy định hành vi vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt rất nặng, đã hạn chế được người uống rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, khi các quán bia, nhà hàng được phép mở cửa trở lại sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều người đã quên Nghị định 100, vô tư uống rượu bia rồi lái xe. Sau thời gian này, việc người dân tuân thủ Nghị định 100 đang bị trùng xuống. Em biết là sử dụng nồng độ cồn thì cũng nguy hiểm cho người tham gia giao thông ạ. Đấy thì do hôm nay có công việc thì em uống ở nhà một ít ạ. Vâng, thì do hôm nay công việc thì bắt buộc thì em mới uống ở nhà một ít ạ. Chưa uống nhiều. Trong cái vấn đề thực hiện thì vẫn còn một số những đối tượng là thanh niên vẫn còn sử dụng cái sự vi phạm về pháp luật giao thông, và đặc biệt là vi phạm về cái sử dụng cái nồng độ cồn khi tham gia giao thông, cũng từ đó đã làm ảnh hưởng đến cái công tác đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh. Thì phòng cảnh sát giao thông tỉnh Điện Biên đã sơ kết và rút kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp để chỉ đạo tiến tới tiếp tục tăng cường, thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật giao thông và đặc biệt cái nghị định 100 và những cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để tuyên truyền cho bà con nhân dân và quần chúng, những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nắm và hiểu để bà con nhân dân nâng cao ý thức chấp hành và tự giác chấp hành để làm giảm và đẩy lùi cái tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản gần 3.800 trường hợp, xử lý trên 3.450 trường hợp, tước gần 270 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 410 phương tiện. Trong đó xử lý gần 350 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến rượu bia. Tổ công tác đã triển khai kiểm tra nồng độ cồn với ma túy đối với tất cả người điều khiển phương tiện như xe mô tô, xe ô tô khách và container. Đấy, đã phát hiện và xử lý một số trường hợp có nồng độ cồn. Và ngoài công tác xử lý ra thì chúng tôi kết hợp và tuyên truyền nhắc nhở những người tham gia giao thông chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và đảm bảo an toàn khi đi đèo dốc. Về cái luật giao thông đường bộ thì tôi chấp hành rất đầy đủ, không, nói chung là về không phải thiếu thốn một cái vấn đề gì về vật chất và về giấy tờ và đi dọc đi trên con đường là chúng tôi đầy đủ hết. Mà cái nồng độ và cái rượu bia thì chúng tôi từ xưa nay là khi đã lái xe là không uống rượu mà không uống bia. Đấy là cái phương châm của anh em tôi chạy đường dài. Thì tôi thấy là ban hành nghị định 100 là rất tốt và rất phù hợp với lái xe, với tôi cũng nhắc nhở anh em lái xe là không sử dụng rượu bia khi lái xe và đã đi lái xe thì không được sử dụng rượu bia. Việc thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 là chủ trương đúng đắn, cần được thực hiện xuyên suốt lâu dài chứ không chỉ làm theo chương trình cao điểm rồi lại im ắng. Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.